chào các bạn, tôi là Út Huy trên huyentraining.com. Chào mừng các bạn đến với DVD hướng dẫn làm phim kiến trúc bằng phần mềm Lumion 3D. Trong phần mềm Lumion 3D, chúng ta có thể sử dụng những file chúng ta dựng sẵn ở bên 3D Max, SketchUp, Revit hay là AutoCAD 3D. Chúng ta đưa vào trong Lumion, chúng ta sẽ sử dụng những công cụ gán vật liệu cũng như là tạo ánh sáng và thêm những hiệu ứng cho nó để chúng ta có thể đưa ra những bức ảnh cũng như là những đoạn phim về kiến trúc. Ưu điểm của Lumion là nó xử lý rất là nhanh và giao diện dễ sử dụng. Các bạn có thể thấy ở sau lưng tôi là một khung cảnh được xuất từ Lumion 3D và trong nó khá là ấn tượng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung mà chúng ta sẽ học ở trong DVD này. Ở chương đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với giao diện của Lumion, tìm hiểu những tùy chỉnh thiết lập ban đầu, những menu chứa các công cụ và tìm hiểu cách để chúng ta điều hướng ở trong Lumion. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xuất ảnh và xuất phim cơ bản trong Lumion, cách lưu file và các dạng file của Lumion. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng mô hình ở trong Lumion, import file 3D Max, SketchUp hay là Revit vào trong Lumion để chúng ta xử lý ánh sáng, vật liệu và những hiệu ứng khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta xây dựng địa hình, đưa những thư viện, cây cối, người, xe và những vật dụng khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tạo nên một con suối trong Lumion, tạo và hiệu chỉnh vật liệu nước. Chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những hiệu ứng có trong Lumion, từ hiệu ứng thời tiết, gió, mưa, tuyết, v.v. và những style để cho ra những ảnh ấn tượng. Ở chương cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tạo video trong Lumion, sử dụng những công cụ tạo chuyển động, tìm hiểu cách thiết lập keyframe, những hiệu ứng khói, lửa, hiệu ứng âm thanh và nhiều hiệu ứng khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để xuất video một cách chất lượng nhất để tạo ra những đoạn phim kiến trúc ấn tượng và thú vị. Ok, thì các bạn đã xem qua nội dung của DVD này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học đầu tiên trong DVD hướng dẫn làm phim kiến trúc bằng phần mềm Lumion 3D.